بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Phép tắt thức dậy sau khi ngủ. Thức dậy sau khi ngủ là một trong những dấu hiệu rõ ràng của Allah về quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Nó tương tự như hình ảnh phục sinh sống lại sau khi chết. Allah tối cao đã gọi giấc ngủ trong Quran là cái chết và sự thức tỉnh sau đó là sự phục sinh. Islam đã quy định một số phép tắc mà mọi người Muslim nên tuân thủ theo khi thức dậy sau khi ngủ. Như thứ nhất, cố gắng thức dậy trước giờ Fajr để nắm bắt những lợi ích tinh thần và rèn luyện thói quen lành mạnh. Thứ hai, nắm bắt thời gian thanh thản và tinh khiết để hành đạo hoặc nghiên cứu. Như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Là Allah, xin hãy ban hồng phúc cho cộng đồng của bề tôi trong thời khắc đầu của Ngài. Do Ahmad ghi. Hãy để đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của anh chị là tụng niệm Allah bằng chiếc lưỡi của mình. Và hãy cầu xin bằng lời được truyền lại từ Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy khi thức dậy sau giấc ngủ. Như ông Hudhayfa radhiyallahu anhu kể, trước đây mỗi khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam thức dậy sau giấc ngủ, người liền nói: "Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur." Hãy chủ động sau khi thức dậy mà đi vệ sinh, lấy wudu và salat. Khuyến cáo hành vi lười biếng, giả vờ lạnh, mệt mỏi hoặc ngủ thêm tí nữa, vì tất cả những điều đó chỉ là cảm giác sai lầm mà Shaytan cố ngụy tạo và bị bản tánh xấu của con người tạo ra mà thôi. Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'im thalatha 'uqad yadhribu makana kulli 'uqdah." عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Shaytan thắt ba nút gút sau đầu của bất cứ ai trong các ngươi khi y đang ngủ. Nó vỗ vào những nút gút đó mà nói: "Ngươi có đêm dài lắm, vì vậy hãy nằm xuống." Nếu người đó thức dậy và liền tụng niệm Allah là một nút thắt liền được mở. Nếu người đó lấy wudu là một nút thắt khác được mở ra. Nếu người đó hành lễ salat là toàn bộ nút thắt bị cởi bỏ. Người đó trở nên năng động, tốt bụng, bằng không người đó trở nên lười biếng và xấu xa. Hadith do Malik và Bukhari ghi lại. Hãy đánh thức những người trong nhà một cách nhẹ nhàng và tử tế, nhắc nhở họ rằng lễ salat tốt hơn là ngủ. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: "Rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'atah." Cầu xin Allah thương xót người đàn ông thức dậy vào ban đêm mà hành lễ salat và đánh thức vợ mình dậy. Ahmad và Abu Dawud ghi. Theo thói quen của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, thường đặt cây siwak trên đầu. Ngay khi thức dậy là người cầm nó mà chà răng. Người nói: "As-siwaku mutharatun lil-fam mardatun lil-rabb." Siwak làm sạch miệng và làm hài lòng Allah. Hadith do Bukhari và Ahmad ghi. Wallahu a'lam.